Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Doji. Liệu rằng anh em có biết ở trong tuyệt thế đường môn, vũ hồn thứ 3 của Vương Đông mạnh đến mức nào hay không? Và nó có phải là vũ hồn mạnh nhất đại lục không ai địch nổi như lời đồn hay không? Trong thế giới huyền thoại của Đồ La Đại Lục, Vương Đông chính là một nhân vật được chú ý. Cô sở hữu tài năng vũ hồn tuyệt vời, đặc biệt là vũ hồn thứ 3 Hải Thần, mạnh mẽ và đầy bí ẩn. Vương Đông với danh tính thật là Đường Phương Đồng, con gái của Hải Thần Đường Tam và Tiểu Vũ. Vũ hồn đầu tiên của cô là Quang Minh Nữ Thần Điệp, một loại vũ hồn cực kỳ hiếm, đẹp và độc đáo, chỉ xuất hiện ở những nữ hồn sư. Mức độ quý hiếm của nó thậm chí còn vượt trội hơn cả vũ hồn bản thể. Nó không phải do di truyền từ cha mẹ. Vương Đông là người may mắn sở hữu vũ hồn này, giúp cô nổi bật giữa các hồn sư. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau khi nhận được sự hiến tế của thần thú Tam Nhãn Kim Nghi Vương Thu Nhi, một tia thần thức của Đường Phương Đồng đã quay trở lại và hòa nhập vào cơ thể của cô, đánh thức huyết mạch Long Thần. Điều này khiến vũ hồn của cô tiến hóa từ Quang Minh Nữ Thần Điệp thành Quang Minh Long Thần Điệp, vũ hồn mạnh mẽ với sức mạnh vượt trội. Nó có khả năng áp chế tất cả các vũ hồn hệ rồng, kể cả Hắc Ám Thánh Long của Long Tiêu Dao, một phong hào đấu la cấp 99. Vũ hồn thứ hai của Đường Phương Đồng chính là Hạo Thiên Trùy, vũ hồn được truyền thừa từ cha của cô Đường Tam. Hạo Thiên Trùy được coi là khí vũ hồn mạnh nhất với sức mạnh cực kỳ lớn và khả năng bùng nổ không đối thủ. Dù khác biệt với phong cách của cha và ông nội Đường Hạo, Vương Đông đã chọn cách tu luyện Hạo Thiên Trùy theo hướng linh hoạt thay vì sức mạnh thuần túy. Sau khi đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, cô còn kết hợp sức mạnh của Hạo Thiên Trùy với không gian, mở ra một con đường mới. Vũ hồn mạnh mẽ và bí ẩn nhất của Vương Đông chính là vũ hồn thứ 3 Hải Thần. Đây không phải là vũ hồn cô sinh ra đã có, mà là sự kết hợp giữa huyết mạch và thần thức của Đường Tam. Từ khi sinh ra, Vương Đông đã thừa hưởng một phần huyết mạch Hải Thần từ cha. Khi mà Đường Tam lo lắng cho an toàn của con gái ở trên Đấu La Đại Lục, ông đã gửi một tia thần thức vào cơ thể của cô để bảo vệ. Tuy nhiên, Vương Đông không biết về vũ hồn này cho đến khi cô nhớ lại ký ức ở thần giới. Khi đó, cô mới có thể sử dụng sức mạnh của Hải Thần. Mỗi khi Vương Đông sử dụng vũ hồn này, ấn ký Hải Thần Tam Xoá Kích trên trán của cô sẽ hiện ra, thể hiện sức mạnh vô song. Tuy nhiên, vũ hồn này không ổn định cho đến khi Vương Đông trở thành nhị cấp thần Điệp Thần, cô mới có thể hoàn toàn kiểm soát. Kết hợp giữa vũ hồn Hải Thần và sức mạnh của Điệp Thần, cô có thể bùng phát sức mạnh nhất cấp thần ở trong thời gian ngắn, đủ để xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, cô chỉ sử dụng cách này khi mà gặp nguy hiểm. Vào thời điểm ở Đấu La Đại Lục, vũ hồn thứ 3 này của Đường Phương Đồng được cho là mạnh nhất và không ai địch nổi. Chỉ cần xuất ra vũ hồn đã có thể áp chế được Hải Công Chúa với tu vi là 49 vạn năm. Tuy nhiên, bởi vì vũ hồn này quá mạnh cho nên tác giả đã kìm hãm sức mạnh của nó, khiến Đường Vũ Đồng chỉ có thể sử dụng nó một lần duy nhất ở dưới Đấu La Đại Lục. Vậy các bạn nghĩ sao về vũ hồn thứ 3 Hải Thần của Đường Vũ Đồng? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.